Cơ khí Quang Đông xin chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay nhân dịp làm cái máy thu hồi, thu góc, thì cơ khí Quang Đông xin giới thiệu với anh em, để những anh em nào mà gặp phải những cái dạng máy như thế này thì anh em xem và biết cách làm cho nó nhanh để tiến độ, để đạt tiến độ. Đấy, thì ở đây thì gia đình nhà chủ này, đây là một cái gia đình nhà vườn, họ bố trí thu giật anh em nhé. Đấy, dạng máy nhà vườn thu giật, thu thành 3 cấp. Đây là máy này là máy đỉnh cấp cao nhất này, xong rồi giật xuống một bên đây nữa là một cấp khác này, ở bên này nữa thì lại một dạng máy khác nữa anh em nhé. Đấy, đây bên này lại một dạng máy khác. Đấy, ở đây thì dạng nhà này là có bản vẽ thiết kế đàng hoàng nhé. Thì hôm nay giới thiệu với anh em để anh em biết và tham khảo cái cách làm, để khi anh em gặp thì anh em làm cho nó thuận tiện. Mời anh em đón xem nhé. Đây nha anh em nhé, sau một thời gian thi công thì anh em đội thợ của mình cũng đã làm xong cái phần kèo nhé. Đấy, xong phần kèo và bây giờ anh em mình lại chuyển xuống mái dưới. Vì vấn đề ngói nên là phải chuyển xuống mái dưới để làm, để cho người bán ngói người ta đo, để người ta lấy ngói. Là anh em mình sẽ dàn cái phần móc ngói sau. Giờ anh em mình xuống cái phần mái dưới thì mình sẽ lại quay chi tiết lại các cách làm để cho anh em tham khảo nhé.